so sánh chính quyền Ngô Đình Diệm với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Chính quyền Ngô Đình Diệm, 1955-1963 và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, 1967-1975, đều là hai chế độ lãnh đạo tại miền Nam Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, nhưng có những điểm khác biệt về lãnh đạo, cấu trúc chính trị, tình hình xã hội và quan hệ đối ngoại. Dưới đây là một số điểm so sánh chính giữa hai chính quyền này. 1. Lãnh đạo và phong cách cầm quyền. Ngô Đình Diệm Ngô Đình Diệm lên nắm quyền sau khi rút phế Bảo Đại vào năm 1955 và tuyên bố thành lập nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam. Ông là người có quyền lực cá nhân mạnh mẽ, tập trung quyền lực vào tay mình và gia đình, đặc biệt là em trai Ngô Đình Nhu và bà Trần Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu. Chính quyền Diệm mang tính chất độc tài, loại trừ các phe đối lập và đàn áp các phong trào bất đồng chính kiến, bao gồm Phật giáo và các lực lượng đối lập khác. Nguyễn Văn Thiệu Nguyễn Văn Thiệu trở thành tổng thống Đệ Nhị Cộng hòa Việt Nam từ năm 1967. Chính quyền của Thiệu cố gắng duy trì tính hợp pháp thông qua các cuộc bầu cử, dù nhiều người cho rằng các cuộc bầu cử không hoàn toàn tự do và dân chủ. Thiệu cũng tập trung quyền lực, nhưng ít mang tính gia đình trị như Diệm. Ông cai trị trong một bối cảnh hỗn loạn hơn do áp lực từ các lực lượng cộng sản và sự suy giảm niềm tin của dân chúng. 2. Cấu trúc chính trị. Chính quyền Diệm ngô đình diệm xây dựng một chính quyền tập quyền và loại trừ các phe phái khác ông thiết lập các tổ chức như cần lao nhân vị để duy trì quyền lực đồng thời khuyến khích tư tưởng chống cộng mạnh mẽ dưới thời diệm hệ thống chính trị mang tính độc tài rõ rệt và ít có sự tham gia của các tổ chức dân sự chính quyền thiệu nguyễn văn thiệu thiết lập nền đệ nhị cộng hòa với hệ thống đa đảng trên lý thuyết nhưng thực tế quyền lực chủ yếu vẫn nằm trong tay ông và một số nhóm chính trị thân cận tuy nhiên so với thời diệm Hệ thống này có phần phức tạp hơn với sự tham gia của nhiều lực lượng chính trị khác, nhưng quyền tự do chính trị vẫn bị hạn chế nhiều. 3. Đối xử với tôn giáo và các phe đối lập Ngô Đình Diệm là một tín đồ công giáo, Diệm thiên vị công giáo và khiến nhiều tín đồ Phật giáo bất mãn. Cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963 là một điểm nhấn khi chính quyền Diệm đàn áp các cuộc biểu tình của Phật tử, dẫn đến sự phẫn nộ lan rộng và cuối cùng góp phần vào việc Diệm bị lật đổ. Nguyễn Văn Thiệu, chính quyền thiệu mặc dù cũng thiên về công giáo nhưng ít xung đột tôn giáo hơn thiệu tìm cách duy trì quan hệ với các tôn giáo khác đặc biệt là sau những bài học từ thời kỳ diệm bốn chính sách kinh tế và xã hội chính quyền diệm chính quyền diệm có những nỗ lực cải cách đất đai nhưng không thành công các chính sách kinh tế của diệm thường bị chỉ trích vì tập trung quyền lợi vào giới tinh hoa công giáo không chú trọng đến nông dân và tầng lớp lao động chính quyền thiệu Thiệu thúc đẩy chương trình nghe người cày có ruộng 1970, một nỗ lực cải cách đất đai quan trọng và được đánh giá tích cực trong thời kỳ này. Tuy nhiên, tình hình kinh tế miền Nam dưới thời Thiệu vẫn chịu nhiều khó khăn do chiến tranh kéo dài và phụ thuộc nặng nề vào viện trợ từ Mỹ. Năm, quan hệ với Mỹ. Ngô Đình Diệm, Diệm ban đầu được Mỹ ủng hộ mạnh mẽ do lập trường chống cộng quyết liệt, nhưng mối quan hệ này dần trở nên căng thẳng. Việt Diệm không đồng ý hoàn toàn với các đề xuất cải cách và cách ông xử lý khủng hoảng Phật giáo khiến Mỹ giảm lòng tin và hỗ trợ lật đổ ông vào năm 1963. Nguyễn Văn Thiệu, chính quyền Thiệu duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ, dựa nhiều vào viện trợ kinh tế và quân sự từ Hoa Kỳ để duy trì chế độ. Tuy nhiên, sau hiệp định Paris 1973 và sự giảm viện trợ từ Mỹ, Thiệu gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì chính quyền của mình và cuối cùng sụp đổ sau sự kiện Sài Gòn thất thủ vào năm 1975. 6 kết thúc chế độ. Ngô Đình Diệm bị lật đổ và ám sát trong cuộc đảo chính năm 1963 do bất mãn trong nước tăng cao và sự bất mãn của Mỹ với cách quản lý của ông. Nguyễn Văn Thiệu, thiệu từ chức vào năm 1975 khi quân đội nhân dân Việt Nam tiến gần Sài Gòn. Sau đó, ông rời khỏi Việt Nam trước khi miền Nam sụp đổ hoàn toàn vào tháng 4 năm 1975. Tổng kết. Ngô Đình Diệm xây dựng một chế độ mang tính gia đình trị tập quyền và đàn áp mạnh mẽ các lực lượng đối lập, với phong cách lãnh đạo cứng rắn nhưng gây nhiều phản ứng tiêu cực từ tôn giáo và xã hội. Nguyễn Văn Thiệu lại cố gắng tạo một bức tranh chính trị đa dạng hơn nhưng vẫn không thể thoát khỏi tình trạng bất ổn chính trị và sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ khi viện trợ từ Mỹ giảm. Cả hai chế độ đều gặp khó khăn trong việc xây dựng một nền chính trị ổn định và có chính danh nhưng không thành công, vì cả hai đều là chế độ tay sai, do Mỹ dựng lên thì là méo gì có chính danh nên càng lâu dài càng lộ rõ bản chất xỏ lá và cuối cùng là tiêu vong